Thông tin tiểu sử diễn viên Ngọc Thuận Ngọc Thuận tên là Bùi Ngọc Thuận sinh ngày 11 tháng 4 năm 1986 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là diễn viên nổi tiếng từ bộ phim trai nhảy của đạo diễn đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài phim ảnh Thuận còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, châm ngôn sống, thành quả ngày. Mai sẽ là kết quả của những nỗ lực từ ngày hôm nay. Điện ảnh là niềm đam mê từ bé, hồi thi đại. Học thuận xin ba mẹ cho lên TP luyện thi, vào các trường khối AB nhưng thực tế thì lên TP rồi. Thuận chỉ nộp hồ sơ vào mỗi trường CDS đa, xa vòng tay ba mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh học từ khi mới lớp 4. Ngọc Thuận sớm phải đối mặt với cuộc sống bươn bả bon chen của đất Sài Thành, học hết cấp 3. Thuận thi vào cao đẳng sân khấu điện ảnh, đỗ và học dù khi ấy anh chưa hình dung ra nghệ thuật. Diễn xuất là gì, có ý nghĩa ra sao với bản thân, mọi việc yên bình đi qua cho tới khi đạo diễn Lê Hoàng casting vai nam, chính bộ phim trai nhảy, những bộ phim đã tham gia trai nhảy mùa. Thu đi một nửa âm tính tình yêu trong sáng sóng tình tôi là ngôi sao AC Lời thề danh dự chàng ngố tìm cha thám tử miệt vườn bi a tsuan 9